vòng chung kết Hoa hậu doanh nhân quốc tế Miss International Business 2022 đã chính thức khép lại tối ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Manila, nước Cộng hòa Philippines. Cuộc thi nhan sắc với mục đích truyền cảm hứng để các nữ doanh nhân thêm tự tin, phấn đấu để thành công và phát triển sự nghiệp của mình. Trong đêm chung kết Hoa hậu doanh nhân quốc tế 2022, các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử để tìm ra người chiến thắng. Đảm nhận vai trò giám khảo ở đấu trường nhan sắc này còn có sự góp mặt của Cindy Obenita, Hoa hậu Liên lục địa 2021. Trải qua các vòng thi, top 5 Hoa hậu doanh nhân quốc tế 2022 gọi tên Nguyễn Đoàn My Hường, số báo danh 068, Tạ Thu Hà, số báo danh 033, Trần Kim Oanh, số báo danh 022, Trần Thị Bộ, số báo danh 035 và Kaylin Joy Amario, số báo danh 011. Với màn ứng xử bản lĩnh bằng tiếng Anh, thí sinh My Hường chính thức được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Ngoài ra, cô còn giành giải phụ Người đẹp tài năng và thí sinh ứng xử hài nhất. Chia sẻ về chiến thắng tại Hoa hậu doanh nhân quốc tế 2022, Nguyễn Đoàn My Hường cho biết: "Khi bước vào cuộc thi, tôi dành nhiều thời gian để rèn luyện các kỹ năng cần thiết như ứng xử, catwalk, phong thái. Giải thưởng này là động lực giúp tôi hoàn thiện bản thân và làm nhiều việc có ích hơn cho xã hội." Dạ, tôi tên là Nguyễn Đăng My Hường ạ. Hiện nay đang sinh sống ở Úc và hiện là công giám đốc của công ty My Hoa ạ. Thì sau đêm đăng quang thì tôi đã cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi đạt được cái ngôi vị cao nhất. Vào ngày 7 tháng 1, tôi có một chuyến từ thiện ở phường 10 dành cho các bà con được ăn Tết ạ. Xin cảm ơn. Tôi tên là Trần Thị Bộ, giám đốc công ty bất động sản AAA. Tôi đến từ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cảm giác của tôi hôm nay đi thi cuộc thi Hoa hậu doanh nhân 2022 quốc tế ở Philippines thì rất là vui mừng và hạnh phúc khi tôi đã đạt giải nữ hoàng doanh nhân. Dự định của tôi là tôi sẽ dùng cái nhân hiệu này để lan tỏa cộng đồng và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chào tất cả các quý khán giả, em tên là Thu Hà, là CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn Hốt Việt Nam. Em rất là vui mừng và rất là hạnh phúc khi mà mình đã đạt được cái chức Á hậu 1 tại cuộc thi lần này. Và giờ phút này thì cái cảm xúc mà mình rất là vui mừng và rất là hạnh phúc đó nó vẫn còn lâng lâng đối với em. Và cái đêm hôm qua là một cái đêm chung kết, phải nói rằng là không có cái gì diễn tả nổi. Và qua 4 ngày tại ở đất nước Philippines thì em cũng đã được học hỏi rất là nhiều những anh chị doanh nhân đến rất nhiều nước và đã giúp cho em có những cái trải nghiệm rất là vui, rất là tự tin. Và em cảm thấy rằng là chương trình vô cùng ý nghĩa. Dạ vâng, với cái phần thưởng của mình cùng với công ty HKT thì vào ngày 7 tháng 1 này em sẽ có một cái chuyến thiện nguyện ở Gò Vấp là giúp cho những người già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc là những trẻ em mồ côi để có một cái Tết ấm no và hạnh phúc ạ. Tôi tên là Kim Oanh, đến từ Mỹ. Tôi là một người dược sĩ và có tiệm thuốc Tây ở bên Mỹ. Tôi được biết về cuộc thi ở Philippines và đã tham gia. Tôi rất là vui và trong tương lai tôi muốn tiếp tục những cái công việc từ thiện của tôi từ Mỹ đến với Việt Nam, giống như là chương trình Education for the Poor giúp các em ở Huế và ở Vinh có những cái tiền học bổng để các em sau này cũng giống như có cơ hội giống như tôi được phát triển bản thân và có thể là giúp ích cho xã hội trong tương lai, giúp ích cho các em khác. Tôi xin cảm ơn. Thực sự là Thiên đã tham gia công tác với HKT Entertainment mùa này là mùa thứ 3 với vai trò, với tư cách là ban giám khảo và cũng là ca sĩ hát của chương trình với hai bài hát là Đường đến ngày vinh quang và Em trong mắt tôi. Thiên cảm thấy mình rất là vui, rất vinh hạnh khi mà tham gia chương trình đặc biệt này. Và để mà nhận xét về thí sinh năm nay thì Thiên thấy là thí sinh rất là tự tin, rất là năng nổ và đặc biệt là những thí sinh mà rất là có tri thức, rất là đẹp. Và Thiên cũng mong rằng là sẽ có thật nhiều những cuộc thi nhan sắc như thế này tổ chức nhiều hơn nữa để cho các chị em, các doanh nhân được tỏa sáng, được tự tin và phát huy hết khả năng của mình để làm giàu cho đất nước.
ban tổ chức cùng ban giám khảo đã tìm ra những danh vị xứng đáng và mong rằng các nữ doanh nhân sẽ bước sang hành trình mới, có thêm nhiều cống hiến, nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng.